ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sang khắp chốn, gọi sạch tội đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xa thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân dân. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi ca ngàn khúc hát đang lên ngợi khen. Trời đất bao la dành hết cho ta, đâu có tình cờ. Nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa ở nơi nào. Chúa ở bên tôi đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết vây chi bao đời. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đêm, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sang khắp chốn, gọi sạch tội đời ôi tình Chúa xa quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xa thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Con quyết trọn đời dâng hiến xa thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi, con xin dâng trái tim này, tâm tư mộng ước vơi đầy. Chỉ một Thiên Chúa mà thôi, con xin dâng hết cuộc đời, bao nhiêu ơn nghĩa cao vời. Nhân này Thiên Chúa đặt quả vơi, mong định gì vơi vào người phụ nữ này rất có đam mê. Chứng cho con quả sự sáng, biết rằng là có nó thì
Nên đừng chối,
nhiều lần tao gây cho nó đau khổ. Đau khổ vô cùng. Tâm sự với chồng à? Không ăn thua. Đau khổ lắm. Đời ra tiếng vào vì sự gièm pha. Ta biết chứ. Nhưng đấy làm ta rất hài lòng. Ta rất hài lòng khi mà nó quỵ ngã. Tôi nói cho Linh Mục biết, con cái sự sáng của Linh Mục tối tăm lắm. Trai đá, trai lỉnh. Lần đầu tiên khi mà tôi nằm trước, tôi đã nói trong nhà tôi là 10 người thì duy nhất được 1 người. Và nhiều lần nằm trước, bây giờ vẫn thế. Nói hành nói xấu nhau là vô kể. Thế mà nên rước lễ như không. Nên rước lễ như không. Linh xem lại đi. Xem lại đi. Được, ngươi cứ Chúa nói đi. Chúa của Linh một đau khổ. Đau đớn. Đau đớn vô cùng. Linh có biết không? Vì sự dối trá của con người, vì sự khô khan nguội lạnh mất đấy. Theo và thờ này ta mang tiếng là giáo sư của Linh Mục, đạo đức và thánh thiện, nhưng đi xem bói đây. Xem bói đây, ví dụ cho Linh Mục đi nằm nhà đúng không, đơn giản vô cùng, nhưng vẫn phải qua tôi. vẫn phải qua tôi. Còn bỏ Chúa à? Linh Mục biết con chiên của ngài bỏ Chúa ở đâu không? Xúc phạm Chúa vô cùng. Tôi nói cho Linh Mục biết, con xúc phạm gây tởm hơn tôi nhiều. Hơn tôi nhiều. Và bây giờ các ngươi phải nghe kỹ những gì mà tôi nói. Vì đây là ngày cuối cùng các ngươi được nghe, xem, nhìn thấy chứng và sự làm chứng nơi người phụ nữ này. Thưa Linh, đúng là thời hoàng kim của ta đã gần cạn. Tôi phải công nhận với Linh Mục là được Chúa Thánh Thần soi sáng cho Linh Mục nói hoàn toàn sự thật trên các bài giảng. Nhưng con chiên của ngài chỉ đổ lỗi cho nhau mà thôi. Không biết, không hiểu, không nhận ra. Vì theo tôi quá đông, theo cả linh hồn thể xác. Thưa Linh, vì tội lỗi của con cái sự sáng, Thiên Chúa của Linh Mục và con cái sự sáng vô cùng buồn bã, vô cùng buồn. Và chính ngài cũng đang hiện diện nơi đây. Chính ngài cũng đang hiện diện nơi đây vô hình. Chỉ có tôi mới nhận thấy ngài mà thôi. Nhưng con cái của ngài không hề nhận biết ngài là ai. Và tôi sẽ còn thách thức với Linh Mục rất nhiều. Thưa Linh Mục, nếu như Linh Mục muốn hỏi gì thêm thì xin mời Linh Mục cứ hỏi. Mượn đi cái. Nhân danh Thiên Chúa đã truyền cho ngươi trả lời con thú dưới biển đi lên trong sách Khải Huyền chương 13 là con thú nào? Con thú dưới đất đi lên là con thú nào? Xin lỗi Linh Mục, câu trả lời này tôi không thể giải đáp. Vì đây là huyền bí của Kinh Thánh. Xin lỗi Linh Mục, tôi không thể giải thích.
Nhân danh Thiên Chúa ta truyền cho ngươi trả lời 48 tháng và 42 tháng. Đến đây đã chấm dứt chưa? Thưa linh mục, đã gần và sẽ chấm dứt. Đã gần và sẽ chấm dứt. Nhiều dấu chỉ thời đại, linh mục giảng rất đúng. Nhiều dấu chỉ của thời đại, nhưng người công giáo đã được học, đã được nghe, nhưng không nhận ra ngoài một số anh em thánh thiện và đạo đức. Thưa linh mục, nhân danh Thiên Chúa ta hỏi tiếp, ai gây rối trong cái chuyện đất cát đồng thú vừa qua? Tôi chứ ai thưa linh mục. Tôi đã từng thách thức linh mục như thế nào, linh mục quên như sao? Nhưng tôi thì không bao giờ quên. Tôi đã gieo rắc vào trong lòng những ông trùm kêu kia. Tôi đã gieo rắc sự hận thù ghen ghét đố kỵ. Tôi tìm đủ mọi cách. Tôi đã nói với linh mục như thế mà không ạ? Ta biết người 4 năm nay người đã làm cho ta biết bao nhiêu những chuyện đau khổ, nhưng ta luôn luôn coi đó như là phần thưởng chứ không phải là hình phạt. Vì thế tôi không thể làm gì được ngài. Và tôi căm thù ngài. Căm thù ngài tổng cùng. Tổng cùng! Dù ngươi căm thù ta đến đâu chẳng nữa, ta vẫn không bao giờ ghét ngươi. Và nhất là sự nâng đỡ cho những người mà ngươi đã từng làm hại từ trước đến nay. Ai tin linh mục ngoài linh mục? Đúng. Ai tin linh mục thưa linh mục? Chả có ai tin linh mục. Không tin linh mục không được. Giả dối hết. Trước mặt linh mục à? Toàn những kẻ giả dối. Ngươi có biết rằng ngươi đã bao nhiêu lần làm cho cái nhà trẻ bị người ta sợ hãi không? Có chứ. Để tâm khứ con bé này ra khỏi đấy đấy. Và mất danh dự của cha đấy. Sáng này này, tôi chính thức đẩy một thằng bé vào tường đấy. Làm gì được tôi? Vì ấy, tôi thưa với linh mục rằng linh mục nâng đỡ con cái của linh mục bao nhiêu ấy thì ấy nó quay lưng với linh mục bấy nhiêu. Đừng một tí bỏ luôn, tôi nhảy vào. Linh mục hiểu chứ? Đó, ta biết. Chính ta biết cho nên ta không chấp những chuyện đấy. Đừng không chấp với tôi, dạy đến linh mục ạ. Góp gió cho thành bão đấy linh mục ạ. Bão cũng phải ra. Rồi hôm nay ta không hỏi ngươi nữa. Còn nhiều điều ta muốn học nhưng ta không hỏi ngươi nữa. Nhân danh Thiên Chúa ta truyền cho ngươi ra khỏi người này tức thì. Còn nếu không ta sẽ đọc mấy lần. Ngươi đã đồng ý chưa? Mời một lần chúng ta đọc kinh Trời Đức Mẹ. Xin